Các bạn vừa thưởng thức màn trình diễn của nhóm The Shadows qua bản nhạc mang tựa đề Apache. Các bạn thân mến, với hàng chục triệu đĩa nhạc được phát hành cùng rất nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như Bluebirds, Red River Rock, Apache, Wonderful Land, v.v. The Shadows đã trở thành một trong những nhóm nhạc hòa tấu guitar được hâm mộ nhất thế giới. Mặc dù vậy, ít ai biết được lịch sử hình thành và phát triển của ban nhạc nổi tiếng này. Vâng, vào cuối thập niên 1950, cùng với thành công sáng chói của năm danh ca rock and roll người Anh gốc Ấn Độ Cliff Richard, người nghe cũng bắt đầu biết đến ban nhạc đệm cho âm, một ban nhạc chơi đàn guitar điệu nghệ, và đó chính là The Shadows. Các bạn ạ, trên một chiếc Green Day tủ đài Stereo của Đức nghe radio quá hay. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ, giao lưu xin qua số điện thoại 0388 350 888 hoặc số Zalo 0386 211 200. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.